Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 3 căn nhà rất là mới tại Phương Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 3 căn nhà này thì đã bán 1 căn lô góc và chỉ còn 2 căn đường ngõ thực tế ở trước nhà 2m2, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m. Trong 3 căn thì đã bán 1, ngoài sẽ quay một cái căn riêng biệt để gửi cho quý vị với diện tích 34m2, hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Cụ thể của nó thì thuộc đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì nó rất là gần với trường đại học kiểm sát, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với bùng binh Lê Trọng Tấn, cách khoảng tầm 1,2 km thôi mọi người ạ. Và gần với lại trục đường Lê Văn Lương kéo dài, hoặc là quý vị có thể đi theo cái trục đường Đại lộ Thăng Long thì cũng rất là gần. Và cái sân cổng riêng thực tế của riêng căn nhà này quý vị ạ, 34m, thiết kế vô cùng hợp lý đó. Và đây, mời theo em và cụ thể khám phá ngôi nhà. Với cái phần trước nhà, chủ nhà đã lợp mái sáng cho mình rồi. Ở đây là cái khu phần chế biến cũng như là có nước riêng, sàn thoát nước riêng ở đây, rất là hợp lý. Ở đây thì quý vị có thể rửa được cả xe máy riêng của nhà mình nữa nhá. Và với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì cũng đã xong, gần như là xong hết rồi. Có thể dọn đồ về và ở ngay cửa chính của ngôi nhà. Thì ở bên ngoài này là có một lớp cổng riêng, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 4m cũng khá là hợp lý. Với ở đây thì có cửa sổ riêng nữa, cửa sổ thiết kế hai lớp cho mình. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong xuôi hết, chỉn chu, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Đó. Với cái phần ngọc ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách, thì toàn bộ phần phòng khách đã được chủ nhà trang trí đầy đủ cho mình cái vách PVC cũng như là cái kệ để TV rồi. Quan trọng nhất là vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Giá bán của ngôi nhà này chủ nhà đang chào là 3 tỷ tròn mọi người ạ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và hiện tại với cái căn nhà này, quý vị có thể vay tối đa khoảng tầm 1 tỷ 500 triệu đồng. Và phần còn lại thì quý vị có thể được chuẩn bị trước cái tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Và vay ngân hàng thì tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất rất là ưu đãi. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Trần thạch cao thì thiết kế theo kiểu giật cấp cũng khá là mới và tinh tế. Đấy, phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60, căn nhà này mới 100%, sổ đỏ đầy đủ, pháp lý chuẩn chỉnh mọi người ạ. Và đây là cái phần không gian của phòng bếp. Với cái phần không gian phòng bếp này, đây, hoàn thiện xong hết, chỉnh chu hết cho mọi người rồi. Đây là cái phần để tủ lạnh. Và phần ngăn cách giữa tủ lạnh thì có một cái vách CNC nghệ thuật khá là đẹp. Và đây xung quanh bếp thì thiết kế xong xuôi hết cho mình. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, và với cái không gian bếp ở đây mọi người có thể nhìn đây, tủ bếp hoàn thiện xong hết rồi. Đó. Tủ này thì là tủ gỗ MDF nha mọi người. Tuy nhiên cái độ bền của nó cũng được tầm 8 đến 10 năm. Phụ kiện bếp thì cũng đã lắp đặt xong, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện nước. Và ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh nhỏ nhắn, hợp lý, đáp ứng công năng sử dụng cho một cái ngôi nhà này. Và có cái máy bơm nước tổng lên trên sử dụng cho 4 tầng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này có máy bơm nước tổng ở phía phần tầng 1 trong nhà vệ sinh. Và ở dưới tầng 1 là có một cái bể ngầm 2 khối 8, trên tầng 4 là có một cái bể nước 1 khối mọi người ạ. Và đây là cái tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Và với cái phần ngăn cách cầu thang, phần phòng khách thì chủ nhà cũng lắp đặt cho mình một cái vách CNC ở đây, ngăn cách giữa cái phần cửa chính và phần cầu thang quý vị nhé. Như vậy Ngọc Ánh đã review đường, hướng, giá, vị trí và toàn bộ phần tầng 1 cho mình rồi. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà này 34m thiết kế ra sao. Và với tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà, với cái ngôi nhà này thì thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng. Đây, vuông vắn, nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Với cái nhà này thì mặt tiền rộng cho nên thiết kế được hai cửa sổ, đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, cũng như là đầy đủ hệ chống thần thạch cao, đèn LED chiếu sáng. Cửa thông phòng của các phòng thiết kế là cửa nhựa lõi thép mọi người nhé. Đó, đây là phần phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Vì ba cái phòng ngủ 2, 3, 4 nó giống nhau cho nên Ngọc Ánh sẽ chỉ quay tầng 2 để gửi cho quý vị thôi nha. Đó, thiết kế giống hệt nhau, bồn cầu này, ống chờ bình nóng lạnh. Đây là hệ thống sen cây tắm, lavabo. Ở đây thì sử dụng nước là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn quý vị ạ.
Với cái căn nhà này thì thực tế luôn, diện tích thì tuy nhỏ nhưng thiết kế cái phần công năng sử dụng thì đáp ứng quá là hài hòa cho một hộ gia đình, vị trí đi lại thuận tiện. Quý vị nào mà đang tìm tham khảo nhà ở Dương Nội hợp với hướng Đông Bắc thì đừng bỏ qua cái căn nhà xây mới này nhá. Sau đây xin mời mời theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4, thiết kế ở đây cho quý vị một cái ô giếng trời siêu rộng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà, đây. Đây là phần phòng thờ quý vị ạ. Đây, cửa sổ thông thoáng, một cái căn phòng thờ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý với cái tiêu chí của một hộ gia đình nhỏ. Và đây là một phần phòng ngủ nữa. Đó, nói chung là Ngọc Ánh review chuẩn chỉnh đường hướng giá, vị trí cho quý vị. Giá bán thì 100% là giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Tất nhiên là vẫn có thương lượng với khách hàng có nhu cầu thiện chí. Đây là khu vực để máy giặt, sàn thoát nước và ở đây là hệ thống phơi phóng của ngôi nhà mọi người nhé. Đó, ở đây là cái dàn phơi thông minh để phơi quần áo kéo ra, nó vừa tiết kiệm được cái diện tích mà cái công năng sử dụng thì rất là hợp lý. Như vậy Ngọc Ánh đã review hết cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt. Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.